Xin chào các bạn, mình là Tiên VV. Hôm nay thì chúng ta sẽ bắt đầu với những chuỗi bài hướng dẫn đi kèm của sách tự học lý thuyết âm nhạc. Như các bạn cũng đã biết thì thời gian qua mình đã cho xuất bản quyển sách tự học lý thuyết âm nhạc. Và lời đầu tiên thì cũng cảm ơn các bạn rất là nhiều vì đã ủng hộ mình trong suốt thời gian qua. Có những bạn inbox để mua sách, có những bạn inbox để hỏi thêm về kiến thức của sách, hoặc là có những bạn inbox để mong muốn những quyển sách tiếp theo được phát hành. Thì mình cũng ghi nhận những điều đó và cảm ơn các bạn rất là nhiều. Đối với quyển sách này thì bên cạnh một quyển sách trao đến tận tay các bạn thì còn có những chuỗi bài đi kèm để các bạn có thể là đào sâu hơn những kiến thức âm nhạc mà các bạn mong muốn có được trong quá trình mà chúng ta học đàn, trong quá trình mà chúng ta tìm hiểu về âm nhạc. Như vậy thì hôm nay chúng ta sẽ bắt đầu với chuỗi bài đầu tiên, đó là tự học chuyển đổi phương pháp ghi âm bằng nốt sang phương pháp ghi âm bằng số và ngược lại. Hy vọng là trong chuỗi bài này sau khi kết thúc thì các bạn có thể tự chuyển đổi được cho mình một xích nhạc nào đó từ phương pháp ghi âm bằng nốt sang phương pháp ghi âm bằng số và ngược lại ha. Ở trong chuỗi bài này thì sẽ có những chuỗi bài nhỏ, do đó là mình sẽ tách ra từng phần để các bạn có thể dễ dàng nắm được hơn. Và trong bài hôm nay thì chúng ta sẽ đi vào những mục kiến thức nhất định. Và các bạn cố gắng là khi mà chúng ta học trong chuỗi bài này, đoạn nào mà chúng ta chưa nắm được thì chúng ta có thể dừng video lại, mở sách ra và chúng ta đọc lại phần kiến thức đó, sau đó thì chúng ta nghe tiếp ha. Và chuỗi bài này là dùng để đi kèm với sách tự học lý thuyết âm nhạc của mình. Chính vì vậy mà những phần kiến thức trong sách mình sẽ giới thiệu trang cho các bạn và các bạn sẽ mở ra đọc ha. Mình sẽ không nhắc lại phần kiến thức đó nữa để tiết kiệm thời gian cho các bạn ha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu với phần đầu tiên của chuỗi bài đầu tiên ha. Mục đầu tiên của chúng ta đó là kiến thức cần có để có thể tự chuyển đổi. Bây giờ thì các bạn có thể lấy giấy bút ra để chúng ta ghi lại những phần kiến thức mà chúng ta cần phải lưu ý để có thể tự chuyển đổi được ha. Rồi bây giờ chúng ta cùng xem là chúng ta cần phải có những kiến thức nào. Thứ nhất đó là vị trí các nốt và tên gọi các nốt trong phương pháp ghi âm bằng nốt. Rồi thứ hai đó là số và ký hiệu trong phương pháp ghi âm bằng số. Thứ ba đó là cung và nửa cung. Thứ tư đó là tông giọng. Như vậy thì các bạn thấy là chúng ta cần có 4 điểm kiến thức phải lưu ý. Trong âm nhạc thì nhịp, phách và tiết tấu là một trong những kiến thức cực kỳ quan trọng và quyết định khoảng 50% việc là các bạn có thể chơi được một nhạc cụ hay không. Thì chúng ta quan sát đây, chúng ta thấy là kiến thức cần có không cần quan tâm đến nhịp, phách và tiết tấu luôn. Như vậy thì để tự chuyển đổi được một xích nhạc từ xích nốt sang xích số thì đó là một việc rất là dễ dàng rồi, bởi vì chúng ta không cần phải quan tâm đến yếu tố nhịp, phách, tiết tấu luôn. Như vậy là chỉ cần nắm được cái phần kiến thức này thôi thì các bạn có thể tự chuyển đổi được cho mình ha. Rồi trước hết thì chúng ta ghi nhớ lại những phần kiến thức này và lưu ý lại một lần nữa là đây là một dạng kiến thức dễ vì chúng ta không cần phải quan tâm đến nhịp, phách và tiết tấu. Rồi các bạn lưu ý phần này ha. Ở những kiến thức này thì lát nữa mình sẽ ôn tập lại cho các bạn cứ yên tâm nha. Và phần tiếp theo chúng ta cần phải biết đến đó chính là trình tự các bước để có thể chuyển đổi một xích số sang xích nốt hoặc là ngược lại ha. Bước đầu tiên là chúng ta cần phải quan sát bản ký âm đang được viết ở tông nào. Phần kiến thức này rất là dễ dàng, các bạn cứ yên tâm không phải lo. Để nghe được một đoạn nhạc và chúng ta xác định được xem đó là tông nào thì rất khó, cần quá trình rèn luyện rất lâu dài và đòi hỏi tai nghe của chúng ta phải cực kỳ tốt. Tuy nhiên là nhìn vào bản ký âm để biết được là ở tông nào thì nó dễ hơn rất là nhiều, bởi vì nó có những ký hiệu nhất định, bởi vì nó có những cái quy ước nhất định và chúng ta chỉ cần nhìn vào và biết được thôi ha. Phần này các bạn yên tâm là rất là dễ, không có khó đâu ha. Rồi phần thứ hai mà chúng ta cần phải lưu ý đó chính là đổi về tông đang cần chuyển nếu có. Tông này các bạn hiểu giúp mình đó là một cái tông trung gian nha. Ví dụ ha, mình lấy ví dụ cụ thể cho các bạn dễ hiểu. Ví dụ như là một cái xích số đi, đang viết ở tông đô và bạn muốn chuyển về một cái xích nốt cũng đang viết ở tông đô. Như vậy là chúng ta chuyển đổi trực tiếp không cần một tông trung gian nào hết. Nhưng mà ví dụ cái xích số đó đang viết ở tông rê mà các bạn muốn chuyển về xích nốt viết ở tông đô thì trước hết cái xích số đó từ tông rê bạn phải chuyển về tông đô trước, rồi sau đó chúng ta mới chuyển từ tông đô của xích số sang tông đô của xích nốt.
Rồi mình lấy một cái ví dụ như thế này để các bạn dễ hình dung hơn ha. Ví dụ như là bạn có một bịch muối mà bạn muốn đổi một bịch đường cát trắng đi. Thì trước hết bịch muối của bạn bạn phải đổi sang đường cát vàng. Rồi từ đường cát vàng bạn mới đổi sang đường cát trắng được. Tức là khi mà chúng ta muốn chuyển đổi thì hai cái vật đó phải cùng một tính chất với nhau. Và ở đây cũng vậy, khi mà bạn muốn chuyển đổi thì hai tông đó phải giống nhau thì chúng ta mới chuyển đổi được ha. Rồi các bạn có thể nắm như vậy. Lát nữa là khi chúng ta đi vào thực hành thì mình sẽ nói kỹ hơn và các bạn có thể nắm kỹ hơn về phần này. Thứ ba đó là chúng ta lần lượt chuyển đổi từng nốt sang số hoặc là từ số sang nốt. Ở phần này đó, trong group support đó, thì mình có đăng một cái bài viết và trong đó là có mười mấy bức hình đó. Mình có nhắn mọi người là mọi người hãy lưu lại cái tấm hình này để khi mà chúng ta học chuyển đổi á thì chúng ta có tài liệu. Những cái bức hình đó, đó thì nó phục vụ cho cái mục số 3 này đây. Thì ở trong bức hình đó mình có viết một dòng đó là bằng ký âm bằng nốt, một dòng đó là ký âm bằng số và bạn nhìn nó thẳng hàng đó thì cái nốt đó ứng với lại con số nào. Ở trên ở dưới là chúng ta có hai hàng, một hàng khóa son, một hàng khóa pha đó. Rồi bạn nhớ cái hình đó chưa nào? Thì chúng ta lưu lại cái hình đó. Lát nữa khi mà chúng ta thực hành với một xích nhạc cụ thể đó thì chúng ta chỉ cần nhìn vào những cái bảng đó và chúng ta chuyển đổi thôi. Thì lát nữa mình cũng sẽ làm là cái phần này cho các bạn nắm luôn ha. Rồi tạm thời là các bạn ghi nhận, thứ nhất là những kiến thức cần có, thứ hai đó là trình tự các bước chuyển đổi. Bây giờ thì chúng ta sẽ qua phần tiếp theo, đó chính là chúng ta ôn tập bổ túc lại phần kiến thức chúng ta cần phải có để có thể tự chuyển đổi được ha. Rồi phần đầu tiên chúng ta ôn tập đó chính là vị trí các nốt và tên gọi trong phương pháp ghi âm bằng nốt và ghi âm bằng số. Rồi bây giờ thì các bạn lật trang 33 ra ha. Trong phần hai nhỏ đó tương quan hình nốt đó thì ở trong cái bảng nó có 3 cột. Bạn quan sát chưa nào? Trong đó có 3 cột. Thì cột thứ nhất đó là tên hình nốt, cột thứ hai là phương pháp ghi âm bằng nốt, cột thứ ba là phương pháp ghi âm bằng số. Như vậy thì chúng ta quan sát ở trang 33 và trang 34 chúng ta thấy có tổng cộng là 7 hình nốt thường dùng. Đây là những hình nốt thường dùng các bạn nha. Ngoài ra còn có những hình nốt khác nữa nhưng mà chúng ta ít dùng. Cho nên là chúng ta không cần phải quan tâm đến những hình nốt ít dùng ha. Chúng ta chỉ cần quan tâm tập trung vào 7 hình nốt ở trong này thôi. Thì mỗi hình nốt mình có ghi tên gọi và trong ký âm bằng nốt thì nó ký hiệu như thế nào, trong ký âm bằng số thì ký hiệu như thế nào. Rồi các bạn có thể dừng cái video lại để các bạn xem lại cái phần kiến thức này ha. Như vậy là chúng ta có tổng cộng là 7 hình nốt và quan sát lại là mỗi tên gọi như vậy thì nó được ký hiệu như thế nào, được chưa nào? Rồi chúng ta sẽ qua phần tiếp theo đó chính là tên dấu lặng và ký hiệu. Bây giờ thì các bạn lật sách ra trang 36 và trang 37 tương ứng với lại 7 hình nốt thì chúng ta nhìn vào đây chúng ta cũng thấy là có 7 dấu lặng. Và mỗi dấu lặng thì mình cũng có ghi là phương pháp ghi âm bằng nốt thì nó được ký hiệu như thế nào, còn phương pháp ghi âm bằng số thì nó được ký hiệu như thế nào. Các bạn chỉ cần quan tâm cột đầu tiên là tên dấu lặng ha, và cột thứ hai là ký hiệu như thế nào, còn phần tương quan trường độ các bạn không cần phải quan tâm luôn. Chúng ta chỉ cần chú ý hai cột đầu tiên thôi. Như vậy là chúng ta chỉ cần nắm được đó là hình nốt có những hình nốt nào, dấu lặng có những dấu lặng nào và ký hiệu như thế nào, mà chúng ta không cần phải quan tâm dấu lặng để làm gì, hình nốt để làm gì luôn. Như vậy là đã giảm tải cái phần kiến thức chúng ta cần phải biết rất là nhiều rồi. Do đó là các bạn chỉ cần nắm được hai phần kiến thức này thôi ha. Bây giờ chúng ta sẽ đến phần thứ ba, đó chính là nắm được vị trí các nốt trên khuôn nhạc. Rồi bây giờ bạn lật trang 35 ra. Trang 35 mà ở phần đầu trang đó là bạn thấy mình có viết một cái khóa nhạc. Dưới cái khóa nhạc đó là có tên gọi của các hình nốt, được chưa nè. Rồi bây giờ các bạn chỉ cần nắm ở chỗ này đó là những cái nốt như vậy thì nó có tên gọi là gì. Ở trên là khóa son, ở dưới là khóa pha. Rồi chúng ta chỉ cần nhìn vào hình này và chúng ta nắm những cái tên gọi của những cái nốt nhạc ha. Đối với phương pháp ký âm bằng nốt đó thì những tên gọi này là không thay đổi các bạn nha. Rồi nốt đó nằm ở vị trí đó thì bắt buộc phải là tên gọi đó, được chưa nè. Rồi còn ở với số thì nó sẽ có sự thay đổi nhất định. Những cái hình mà mình nhắn các bạn là lưu lại ở trong group support đó thì các bạn quan sát nè, có phải là ở mỗi tông là mỗi con số đó nó thay đổi đúng không nè.
Ví dụ số 1 ở tông đô thì nó nằm ở vị trí nào? Nhưng mà số 1 ở tông rê thì nó lại nằm ở vị trí khác, đúng chưa nào? Như vậy thì các bạn lưu ý giùm mình ở chỗ này, đó chính là với phương pháp ký âm bằng nốt thì tên gọi các nốt là không thay đổi. Nhưng mà ở ký âm bằng số thì mỗi con số ứng với nốt nào là có sự thay đổi, được chưa nào? Rồi, thay đổi như thế nào chúng ta chỉ cần lật lại những cái bảng ở trong group support á, rồi các bạn xem là các bạn sẽ nắm được thôi ha. Rồi, tiếp theo. Kiến thức chúng ta cần phải nắm đó chính là đây, những cái hình mà mình đã gửi cho các bạn ở trong group support đó. Có phải là ở trong group support là chúng ta có hai dòng đúng không? Một dòng ở trên là khóa son, một dòng ở dưới là khóa pha. Tuy nhiên là ở trong cái hình này thì dòng ở dưới á, mình cũng trải về khóa son để mình viết cho các bạn hình dung luôn. Các bạn nhìn thấy nè, có phải là những cái nốt ở phía đầu á có rất là nhiều dòng kẻ phụ đúng không? Nó nằm sâu tận ở dưới và có rất là nhiều dòng kẻ phụ. Và rất nhiều dòng kẻ phụ như thế này thì sẽ làm cho bảng ký âm trở nên rườm rà và dài hơn và khó nhìn hơn, khó nhận diện nốt hơn. Chính vì vậy mà người ta đã quy ước ra nhiều loại khóa để giảm bớt những cái sự rườm rà trong quá trình ký âm. Và cái dòng thứ hai này nè, dòng thứ hai viết ở khóa son này nè là nó tương ứng với lại là dòng thứ hai viết ở khóa pha. Và các bạn thấy là những nốt mà viết ở khóa pha thì rất là gọn gàng đúng không nào? Nằm ở trên khuôn nhạc nhìn rất là gọn gàng. Và khi trả về khóa son á thì bạn thấy là những cái nốt mà ở khóa pha đó rất là rườm rà đúng không nào? Và những nốt ở khóa son này với những nốt ở khóa pha đó là bằng nhau các bạn nha. Và mình viết ở hai cách để các bạn có thể hình dung ra được đó. Thì ví dụ như là ở có những nốt mà người ta không viết ở khóa son mà người ta viết ở khóa pha thì các bạn cũng biết được nó tương ứng với số nào. Hoặc là với những nốt mà người ta không viết ở khóa pha người ta lại đi viết ở khóa son thì các bạn cũng biết là nó tương ứng với những nốt như thế nào ha. Tuy nhiên là người ta rất là ít dùng những cái nốt rườm rà ở khóa son như thế này mà thường người ta dùng ở khóa pha. Ở khóa pha như thế nào thì mỗi tông ở trong đó mình có ghi cho bạn hết rồi. Rồi, bạn chỉ cần lưu lại những cái hình đó và chúng ta khi mà chuyển đổi chúng ta chỉ cần nhìn vào những cái hình nốt đó tương ứng như thế nào và chúng ta chuyển đổi thôi ha. Tiếp theo, kiến thức chúng ta cần phải nắm đó là cung và nửa cung. Đối với cung và nửa cung này, tại sao chúng ta cần phải lưu ý trong quá trình chuyển đổi xích số xích nốt như thế này là nó dùng để phục vụ cho ý thứ hai trong quá trình chuyển đổi. Các bạn nhớ không, là hồi nãy mình có nói về tông trung gian đó. Đó, thì cung và nửa cung này sẽ dùng để phục vụ chuyển đổi về tông trung gian đó. Bây giờ để nắm kiến thức cung và nửa cung thì bây giờ các bạn lật ra trang 53 và trang 54 ha. Bây giờ thì trước hết các bạn cứ nắm lại cái phần kiến thức trước đi đã. Rồi khi mà thực hành nó như thế nào thì lát nữa mình làm một lần thì các bạn sẽ biết được thôi. Và các bạn sẽ nắm được cách làm thôi, rất là đơn giản, không có khó gì hết á. Rồi bạn lật ra trang 53 và trang 54. Bạn có thể dừng video lại để đọc lại phần kiến thức này ha. Và bây giờ là các bạn đặc biệt lưu ý giúp giùm mình, đó là cái bảng ở cuối trang 53. Bảng ở cuối trang 53 thì các bạn nhìn nè, có những nốt cách nhau đó là một cung, có những nốt cách nhau đó là nửa cung. Rồi những nốt mà cách nhau một cung có nghĩa là hai nửa cung. Rồi các bạn đọc lại ha, các bạn nắm được phần này đúng không nào? Tức là hai nửa cung thì sẽ bằng một cung. Trong quá trình mà chúng ta chuyển đổi thì có những tông chúng ta phải lên nửa cung, có những tông chúng ta phải xuống nửa cung hoặc là lên một cung xuống một cung vân vân, rất là nhiều muôn hình vạn trạng. Bây giờ chúng ta chỉ cần nắm là từ nốt này đến nốt này thì cách nhau bao nhiêu cung, một cung rưỡi, hai cung rưỡi, ba cung vân vân, để lát nữa khi mà thực hành thì chúng ta có thể chuyển đổi được ha. Như mình nói thì hai nửa cung sẽ bằng một cung đúng chưa nào? À, như vậy thì ở cái phần nửa cung đó thì nó sẽ xuất hiện những nốt thăng, nốt giáng, tức là chỉ cách nhau có nửa cung. Là các bạn đọc lại phần 2 bậc âm chuyển hóa đó mình có ghi rồi đó. Rồi các bạn đọc lại phần đó ha, để mình nắm được là trong mỗi một cung như vậy thì sẽ có những phần nửa cung và những phần nửa cung đó thì được ký hiệu như thế nào. Rồi các bạn đọc lại phần đó ha. Tiếp theo thì chúng ta sẽ đến phần kiến thức thứ ba, đó là tông và giọng. Tông và giọng là một trong những phần kiến thức mà mình cho đó là quan trọng trong cái việc mà chơi cổ tranh nói riêng và chơi tất cả các loại nhạc cụ nói chung.
À, chính vì vậy là chúng ta cần phải nắm được tông và giọng như thế nào. Trong tông và giọng thì có hai loại, đó là giọng trưởng và giọng thứ. Đối với cổ tranh thì có một điều thuận lợi như thế này là các bạn không cần phải quan tâm đến giọng thứ luôn. Các bạn chỉ cần quan tâm đến giọng trưởng thôi. Chúng ta chỉ cần nắm thật chắc về giọng trưởng như thế nào. Rồi bây giờ các bạn lật ra trang 105. Rồi xem lại giúp giùm mình ha, 105 đến 107 đó là mình đã ghi các giọng trưởng cho bạn rồi, thì bạn chỉ cần nắm lại giùm mình. Đó là có tổng cộng là bao nhiêu giọng, trong đó có những giọng mang dấu thăng, có những giọng mang dấu dán. Rồi bạn quan sát ví dụ như là dòng đầu tiên ở trang 106 đi. Dòng đầu tiên thì các bạn thấy nó là có một dấu thăng đúng chưa nào? Nó có một dấu thăng. Một dấu thăng như vậy thì nó tương ứng với giọng gì? Rồi giọng son, son trưởng được chưa nào? Hay là ví dụ đối với trang 107 đi, các bạn nhìn vô dòng thứ ba. Dòng thứ ba thì có ba dấu dán. Ba dấu dán thì tương ứng với giọng mi dán. Rồi đó, tương ứng như vậy thôi. Thì lý do vì sao mà hồi nãy mình nói với các bạn á là khi mà nghe một đoạn nhạc xác định tông là cực kỳ khó, bởi vì những cái thăng dán này nè, đôi lúc tai chúng ta không nghe được, bởi vì cần một quá trình rèn luyện rất là lâu dài và chúng ta phải nghe được những thăng dán này thì mới nghe được tông. Còn trong ký âm thì các bạn chỉ cần nhìn vào đầu khuôn nhạc, nhìn vào những thăng dán này là chúng ta biết được liền là nó ở giọng nào, tông nào rồi đúng chưa nào? Hoặc là trong cái bảng mà mình kêu các bạn lưu đó, trong mười mấy cái tấm hình đó đó, thì mình có ghi sẵn luôn cho bạn rồi là giọng gì, và ở dưới á mình có ghi sâu khóa nhạc đó là có bao nhiêu dấu thăng dấu dán luôn. Thì các bạn nhìn vào những cái bảng đó, các bạn cũng có thể biết được là tông đó tương ứng với những dấu hóa như thế nào. Rồi chỉ cần nắm giúp mình ở trang 105, 106, 107 thôi, ba trang đó thôi ha. Còn lật qua trang 108, 109 thì nói về giọng thứ, thì phần giọng thứ các bạn có thể đọc thêm. Tuy nhiên là trong phần chuyển đổi này chúng ta không cần phải quan tâm đến giọng thứ luôn. Như vậy là cái việc chuyển đổi này chúng ta thấy là đã lược bớt rất là nhiều kiến thức, mà toàn những kiến thức quan trọng thôi. Như vậy thì việc chuyển đổi này rất là dễ dàng luôn. Và các bạn thấy là chúng ta đã bỏ rất là nhiều kiến thức quan trọng rồi, đúng không nè? Rồi bây giờ thì chúng ta sẽ đến phần tiếp theo. Đó chính là chuyển đổi từ phương pháp ghi âm bằng nốt sang phương pháp ghi âm bằng số. Rồi bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu thực hành các bạn ha. Bây giờ mình sẽ thị phạm một bài nào đó bất kỳ để các bạn có thể hình dung ra được cách làm như thế nào nha. Rất là đơn giản thôi, mình tin là sau cái phần bài này thì các bạn có thể nắm được luôn. Rồi bây giờ mình sẽ thực hành với bài Hoa nở không màu của nhạc sĩ Nguyễn Minh Cường ha. Rồi bây giờ chúng ta lật lại trình tự các bước thực hiện để chúng ta bắt đầu làm cái bài này ha. Rồi bây giờ chúng ta nhớ lại đầu tiên là chúng ta sẽ làm gì nè. Chúng ta sẽ quan sát xem khít nhạc đang viết ở tông nào. Thứ hai là chuyển đổi về tông trung gian nếu có. Thứ ba đó là chúng ta lần lượt chuyển đổi số sang nốt hoặc là nốt sang số, được chưa nào? Rồi bước đầu tiên chúng ta sẽ quan sát, đó chính là xem khít nhạc này đang viết ở tông nào. Rồi tác phẩm này là đang viết ở tông đô. Làm sao biết tông đô? Chúng ta quan sát vào dấu hóa đi kèm ở phía sau khóa nhạc. À, chúng ta nhìn vào xích nhạc là chúng ta không thấy dấu hóa gì hết. Như vậy thì xích nhạc đang viết ở tông đô. Rồi, bây giờ chúng ta muốn chuyển từ xích nốt này sang xích số, và xích số này thì cũng ở tông đô luôn. Như vậy là bước thứ hai chúng ta không cần phải làm, vì tông đô chuyển qua tông đô thì không cần tông trung gian gì cả. Bây giờ thì chúng ta sẽ bước qua bước thứ ba. Bước thứ ba đó là lần lượt chuyển đổi các nốt và các số với nhau ha. Rồi bây giờ sheet nhạc này đang viết ở tông đô rồi, các bạn lật cái hình tông đô ra ha, cái hình tông đô mà trong group support mình kêu các bạn lưu lại đó. Rồi các bạn lật cái hình tông đô ra. Rồi bây giờ chúng ta bắt đầu chuyển đổi nha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ thực hành chuyển đổi. Đây là cái phần mà mình viết lại cho các bạn lưu ý ở trong những cái hình mà trong group support mình đã đăng cho bạn đó. Thì đây là phần mình viết lại thôi ha. Rồi các bạn chỉ cần lấy cái hình ở trong group support ra, chúng ta bắt đầu chuyển thôi. Trước hết đầu tiên là các bạn viết lại giùm mình đó là một bằng đô, bởi vì là chúng ta đang chuyển qua tông đô.
chuyển tông đô từ chích nốt sang chích số ha. Rồi các bạn ghi lại một bằng đô và phía sau là chúng ta ghi nhịp 44. Nhịp 44 là ở khóa son đầu tiên đó, các bạn có thấy là người ta ghi số 44 đúng không nè? Rồi chúng ta chỉ cần chép lại như thế thôi. Rồi bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu với dòng đầu tiên. Dòng đầu tiên sau nhịp 44 thì các bạn thấy có một cái dấu lặn đúng chưa nè? Dấu lặn này là dấu lặn gì? Dấu lặn này nếu như chúng ta không nhớ tên thì lật lại trong sách và xem ha. Và xem là dấu lặn này ký hiệu trong ký âm bằng số thì ký hiệu như thế nào? Đó là số 0 có dấu gạch dưới đúng chưa nào? Rồi chúng ta viết lại. Đầu tiên là số 0 có dấu gạch dưới. Tiếp theo là chúng ta thấy có hai nốt mi. Tại sao biết đúng là nút mi? Rồi các bạn lật lại cái bảng trong sách trang 35, như là trang 35 hay 33 gì đó, hồi nãy chúng ta có ôn tập đó. Hoặc là chúng ta nhìn vào cái bảng trong group support ở tông đô, chúng ta có hết rồi. Nốt này là nốt mi đúng chưa nào? Rồi nút mi đó thì nó ứng với con số gì? Rồi ứng với số 3 được chưa nào? Ở trong bảng có ghi rồi, bây giờ mình chỉ cần chép lại thôi. Rồi các bạn lưu ý giùm mình nè. Ở trên cái nốt mi này á, chúng ta thấy có cái gạch ở trên đầu đúng chưa nào? Rồi có cái gạch ở trên đầu này thì nốt mi này là nốt mi móc đơn. Tại sao biết nốt mi móc đơn có một gạch ở dưới? Rồi cái phần kiến thức này là chúng ta có ôn tập rồi ha. Hồi nãy khi mà nói về các hình nốt đó, ký hiệu như thế nào thì chúng ta có ôn tập rồi. Nốt móc đơn thì sẽ có một gạch ở dưới. Tiếp theo, sau hai nốt mi đó chính là nốt la, đúng rồi. Nốt la thì sẽ có một gạch ở trên, như vậy thì nó cũng là nốt móc đơn. Nốt la này thì trong ký âm bằng số nó tương ứng với số 6. Rồi nếu chúng ta không nhớ thì cứ lật cái bảng trong group support ra xem. Nếu chúng ta nhớ rồi thì thôi, còn không nhớ thì cứ xem ha. Rồi sau khi mà viết cái nốt la này là số 6 có một nốt gạch dưới rồi thì chúng ta thấy kế bên là có một nốt la. Rồi nốt la này đứng trơ trọi một mình thì nó sẽ là. Tiếp theo sau đó là chúng ta lại thấy hai nốt mi có nốt gạch ở trên đầu thì chúng ta lại viết là hai số 3. Rồi, vậy là ôn dịch đầu tiên chúng ta làm xong. Tiếp theo là re 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 và son 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 son. Có nốt nào thì chúng ta viết lại nốt đó. Và có ký hiệu nào dấu nối, dấu luyến hay là dấu vân ta, dấu repeat, dấu end repeat gì đó thì chúng ta cứ viết lại hết, tất cả theo như bản ký âm được chưa nào? Do đó mà ngay từ đầu mình nói các bạn, nó đây là một công việc rất là dễ dàng rồi. Chúng ta không cần phải quan tâm tới nhịp phách luôn. Xít nhạc ban đầu có như thế nào thì khi chuyển đổi chúng ta chép lại y chang như vậy. Chỉ có thay nốt bằng số hoặc là thay số bằng nốt thôi. Rất là đơn giản, không có gì khó khăn hết. Rồi khi nào có nốt móc đơn thì chúng ta có một gạch ở dưới. Và nếu là một nốt đen thì chúng ta không có gạch. Rồi cứ như vậy mà các bạn thực hiện ha. Ở đây thì mình đã viết cho các bạn dòng đầu tiên rồi nè. Các bạn có thể dò lại. Và chúng ta viết tiếp dòng thứ hai. Ở đây thì mình cũng viết sẵn cho các bạn dòng thứ hai luôn. Rồi dòng thứ hai nè. Các bạn nhìn nốt thứ hai đi. Nốt thứ hai đó là nốt C đúng chưa nào? Nốt C này ở trong cái bảng mà mình nhắn các bạn là lưu lại đó. Thì mình đang viết nốt C đó ở khóa pha đúng không nào? Số 7 có một nốt chấm dưới đó. Thì chúng ta thấy là mình đang viết cho các bạn là ở trong khóa pha. Và trong khóa son thì hồi nãy mình cũng đã trải các nốt ra cho các bạn xem đó. Thì giống như trong xiết nhạc này nè, họ viết là nốt C ở khóa son đó. Thì các bạn cũng lưu ý ha, có những nốt thì họ viết ở khóa son, có những nốt thì họ viết ở khóa pha. Chính vì vậy mà chúng ta phải nắm được hết ha, một con số đó nó ứng với lại những cái nốt ở khóa son nào, nó ứng với cái nốt ở khóa pha nào. Và khóa son khóa pha đó là bằng nhau các bạn nha, bạn nhớ là những cái nốt này nó bằng nhau, người ta chỉ chuyển đổi để cho cái bản ký âm nó không bị rườm rà, nó không bị dài và giúp cho người đọc bản ký âm dễ dàng nhận định cái nốt hơn ha. Rồi như vậy thì mình đã chuyển đổi giúp cho các bạn là dòng thứ nhất, dòng thứ hai rồi. Các phần còn lại là các bạn cũng có thể nắm và chuyển đổi được rồi đúng chưa nào? Như vậy là qua bài ngày hôm nay thì mình hy vọng là các bạn đã có thể tự chuyển đổi được một xiết nhạc từ xiết nốt sang xiết số được chưa nào? Không có gì khó khăn hết đúng không nào? Rất là đơn giản thôi. Chúng ta chỉ cần nắm những cái nguyên tắc mà chúng ta chia sẻ với nhau rồi. Nếu như chúng ta không nhớ thì cứ lật những cái bảng mà các bạn lưu lại trong group support đó, chúng ta chuyển đổi thôi. Còn nếu nhớ được thì chúng ta càng tốt hơn nữa.
Như vậy thì bài ngày hôm nay chúng ta sẽ tạm thời dừng lại ở đây. Và trong phần bài 2 thì mình sẽ hướng dẫn các bạn ngược lại, đó là từ một bảng ký âm bằng số chúng ta chuyển sang nốt như thế nào. Chúng ta sẽ học cách đó là chuyển tông trung gian đối với những khúc nhạc mà chúng ta muốn chuyển đổi không cùng tông ha. Mong là nhận được những chia sẻ, những comment của các bạn. Báo tin vui với mình là bạn đã có thể tự chuyển đổi được một khúc nhạc từ khúc nốt sang khúc số rồi ha. Nhớ nha, nhớ nhắn cho mình biết nha. Mình rất là vui khi mà nhận được những tin nhắn của các bạn đó. Rồi bây giờ thì xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn nha.